Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở Lắp Giò của tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay có hai cây mai khá là vip anh em ơi. Muốn giới thiệu đến quý anh em nào đang cần tìm mai Tết đó, đẳng cấp đó. Có thể mình xem video rồi mình liên hệ với nhà vườn để mình chốt cặp mai này. Rồi đầu tiên anh em ơi, vào mã số 1 nha anh em. Xứng đáng cây mai. Cái cây số 1 này nó cao khoảng nhiêu vậy anh Hưng? Rồi cao 3m, ngang 3m nha. Cũ tầm khoảng 2m anh em. Đây, xa cho anh em xem dàn xương nè. Cây này là không có đường chê nha anh em. Mặt nào như mặt đó. Rồi bông đây. Bông cái này không có nhiêu cánh vậy anh Hưng? Bông này 5 tới 12 cánh nè. Dạ. Bông chùm anh. Quá xa cái dàn nút anh em ơi. Nút nó tròn tròn là như cái bông cúc vậy nè. Làm mà cái dây nó ra dây nha. Lục bình làm những cái đuôi tròn vậy nè. Thấy dàn xương chịu không nổi. À, mặt nào như mặt đó nha. Còn nút nụ anh em coi nè, nó đặt cây chân nè, yêu hết. Cái này đảm bảo nó chỗ một cái là không thấy dàn xương luôn nè. Quá tay dàn nút. Cây liền lạc nha, không có thẹo tích gì hết. Rồi nồi đế đây. Xứng đáng cây mai. Rồi mà em nhờ anh đo thử cái hoành coi phải nhiêu anh Hưng. Quá đẳng cấp cây mai. Rồi 56 hoành nha anh em. Đo thử cái tay cành cho anh em mình dùng. Tay cành nó 23 hoành. Rồi tay cành 23 nha anh em. Mà nó bắt đều dài dài lên nha anh em. Một cốt lắc lượng nha. Cây này có da mơn mởn nha. Liền lạc hết, không có thẹo tích gì hết nha. Nhưng con ghế 18 luôn. Bộ đế nè anh em ơi. Đây. Đế sẩu xuống nha. Chân cành khủng 56 hoành. Rồi xa mặt đây cho anh em xem lại một lần nữa. Vỏn vẹn 56 hoành mà đẳng cấp cây quá. Đây anh lên cái bầu cũng xứng đáng luôn nè. Rồi anh em nào mà hợp nhãn cái này cũng liên hệ với anh Hưng vậy nè, qua số điện thoại nha. Rồi đam mê tiếp gì cũng gọi nha anh em, có gọi có chốt nha anh em. Mã số 1. Rồi tiếp theo anh em ơi, mã số 2 nha anh em. Bộ đế cọp anh em ơi. Số 2 này nó cao khoảng nhiêu vậy anh Hưng? Cao 3m, tán ngang 3m không ạ. Rồi cao 3m nha, tán ngang 3m. Một cốt đi lên. Rồi quay nhẹ cho anh em xem cái dàn nút trước nha anh em. Tết và chủ đạo là phải bông nút nụ nhiều, bông đẹp. Rồi cái cây này bông khoảng bao nhiêu cánh vậy anh Hưng? Bông 5 đến 9 cánh anh. Rồi 5 đến 9 cánh, bông chùm. Nút thì cũng đặt cây luôn em ơi. Đây này vừa Tết luôn nha. Hôm nay cũng mười mấy rồi. Rồi dàn xương phía bên trong đây. Điều do nha nè. Từ gốc tới ngọn luôn. Rồi đây cái cục đế này. Qua trời cục đế này em ơi. Làm những chân dôi vậy. Mà nó dính liền hết nha. Nguyên khối luôn. Anh ngồi cái bên không hề hớn gì nha.
ở đây gần lô nên bảo vệ anh em ơi, hàng khung sắt lại đó, phòng hờ. Cày nuôi dàn xương lớn nữa nè, cọp luôn. Hồ đế mình nghĩ sau này nó lớn nữa nè, lớn nó dính nhau luôn nha, hít hết luôn, thành nguyên khối luôn, không có khe hở luôn. Tương lai nha. Rồi mình đo cái hoành có khoảng nhiêu anh Hưng? Cây này hơi khó đo nha nè. Nó chạc xuống không à? Mã số 2. 62 hoành anh. Rồi, 62 hoành. Mình xích xuống xíu dài đế coi nhiều anh Hưng. Thông số là đo cho anh em tham khảo nha anh em. Rồi mình tới xem cây trực tiếp bên ngoài đó, nó sẽ rõ hơn anh em ơi. Sổ xuống tí là 78 hoành anh. Rồi, 78 hoành nha, xích xuống xíu chỗ dài đế nha. Rồi mình đo luôn cái cục đế đặt nó coi nhiêu anh Hưng. Đặt nó 109 hoành anh. Rồi, cục đế đặt 1m09 nha. 300 hơn anh. Tổng thể nồi đế là hơn 3m. Quá khứ rồi nè em ơi. Nãy em lượng 2m mà này ra 3m luôn nha em. Là đặt khừ luôn nha. Rồi bộ tán nè, tán chi tàn đẹp hết nha. Đều rang hết. Vườn ảnh là chơi cây đá cây vậy nè, sưu tầm. Thân tàn đế bông. Mình đo đế sổ chứ khoảng nhiêu anh Hưng? Đế sổ nó 50 à. Rồi mã số 2 này anh em hợp nhãn cũng liên hệ với anh Hưng nha nè. Để mình biết mức giá rồi mình sở hữu.